Nếu các bạn đang có nhu cầu muốn mua ạc Liên Quân thì hãy truy cập ngay shop ạc rẻ 24h.com. Tôi Hữu Bộ xin chào tất cả anh em. Tôi Rô Trà chào tất cả anh em. Tôi Vệ Tế chào tất cả anh em. Ok con ạ, thì buổi sáng nay anh em mình đã bỏ công sức ra là bỏ rất nhiều công sức ra cả buổi sáng luôn để anh em mình đi bắt được rất nhiều ốc bươu vàng về để anh em mình quay clip cho các bạn xem. Thì anh em mình hôm nay sẽ làm món ốc bươu vàng xào các bạn ạ. Kia anh em mình đã bắt được 4 thùng sơn cực kỳ nhiều luôn. Một lát nữa thì mình sẽ cho các bạn xem. Và cái mục đích chính đó chính là về quay clip. Thứ hai, mục đích thứ hai là đã giúp mọi người góp một phần thôi, mình chỉ gọi là góp được một phần nhỏ để giúp mọi người là diệt bớt ốc bươu vàng đi để tránh ăn lúa của mọi người thôi. Nên là bây giờ thì mình sẽ cho các bạn xem luôn. Và anh em mình hôm nay sẽ xào ra một cái khay khổng lồ mà anh em mình các clip trước mà anh em mình đã làm ấy. Nếu các bạn mà thấy clip này của anh em mình hay thì các bạn đừng tiếc một lượt like, chia sẻ video để ủng hộ anh em mình nha. Và đây là thành quả cả buổi sáng của anh em mình các bạn ạ. Sau khi cả buổi sáng lắng lôi mệt mỏi đi mò cua bắt ốc ở ngoài đồng thì hiện tại bây giờ đã được 4 thùng sơn 20 lít ốc bươu các bạn ạ. Bây giờ bạn sẽ đổ tạm một thùng này ra cho các bạn xem cái. Đi mò cua bắt ốc rồi. Ủa, thực sự là mắc nhiều ốc luôn các bạn ạ. Bây giờ anh em mình sẽ đi luộc qua ốc các bạn ạ. Thì chỉ cần luộc qua thôi để anh mình vẩy nó ra rồi anh mình bỏ đít rồi bỏ cái nhân ở trên người đó và anh mình chỉ lấy cái mặt thôi. Bởi vì cái ốc này ít người ăn nên là làm nó rất kỳ công và kiểu như người ta sợ bẩn ấy. Nhưng mà anh mình thì lại bắt, nên là bây giờ bắt được 4 thùng như này thì phải đi làm và gọi là rất là mất thời gian luôn các bạn ạ. Thì bây giờ anh mình sẽ đi luộc qua để anh mình làm sạch nó luôn các bạn nhá. Anh mình đang vẩy ốc đây rồi các bạn ạ. Sau khi mà anh mình vẩy xong thì anh mình sẽ lấy chỉ lấy cái mặt thôi, bạn cầm thứ làm qua đây, anh em mình sẽ bỏ cái đít này đi này, đấy anh em mình sẽ bỏ cái đít đi, bỏ cái cục và cái cục vàng vàng ở trong này ở bên trên nó còn có cái nhân nhân nữa thì phải đây, hết đúng không đây, cái nhân nhân mà bạn, cái nhân nhân cục cục cơ đây, tôi vừa bỏ ra đây, đấy là cục vàng vàng không phải, phải không đấy, đây bạn thử đi. Đó, bỏ cái đít đi các bạn ạ. À, đúng rồi, đấy cái nhân nó bên trong các bạn ạ. Cái nghe bảo là ăn hoi mà tóm lại là cái không ăn được thì anh em mình chỉ lấy cái mặt như bạn Lâm vừa làm thôi. À, đây mới là được anh em mình đang luộc được 2 xô. Còn ở kia đang luộc thêm 2 xô nữa. Anh em mình vừa làm vừa luộc vẩy thì không biết bao giờ mới vẩy hết cái thau này luôn các bạn ạ. Vậy là sau 2 tiếng rưỡi anh em mình làm lẻ ốc rồi bỏ đít rồi bỏ cục là bây giờ đã xong rồi con ạ. Thì sau khi như vậy là đã được đầy một giỏ ốc này, tức là bây giờ chỉ còn mặt thôi. Bây giờ anh mình sẽ mang đi rửa con ạ. Anh mình sẽ gọi là bóp qua bằng giấm này để rồi bóp qua bằng muối để cho nó sạch hết, sạch nhớt con ạ, hết sạch bẩn luôn thì nó sẽ ốc, mình nghĩ ốc sẽ chuyển sang màu trắng. Bạn ăn hết luôn hay lửa một vậy? Hết luôn bạn, hết vào bạn cho tôi hai cái, hết hai lọ giấm với cả một cân muối vào để bóp cho nó sạch. Anh mình bóp bằng giấm các bạn ạ. Nó bè đổ ra được lửa cái thau ốc luôn. Và mùi giấm luôn. Làm như vậy mới sạch được hết sạch bẩn của cái con ốc này các bạn ạ. Rồi hai anh em bóp đi cho sạch đi. Ê đừng. Sao làm thế? Dùng tay bóp thôi. Bóp đây, bóp đây. Bọn này lấy nó định dùng chân để bóp các bạn ạ. Mình bảo bóp nhưng mà nó lại dùng chân định đạp để cho hết nhớt à? Đạp cho nhanh. Giẫm hai chân đi nhau như kiểu mình giặt quần áo ngày xưa mình. Sao tôi không thấy giấm mấy nhỉ? Hai chai giấm mà cảm thấy ít nhỉ? Bóp mạnh vào, bạn bóp mạnh vào cho nó sạch đi. Kiểu nó bắt đầu ra các cái vết bẩn rồi các bạn ạ. Là các chất bám để làm sạch luôn. Xong rồi anh em mình sẽ đi xào. Trắng tay.
trắng quá. Sạch tay luôn. Có khi lần sau anh em mình giặt quần áo cho giấm vào. Vậy là anh em mình đã bóp qua giấm và muối rồi các bạn ạ, nhìn rất là ngon luôn. Thì bây giờ chỉ đợi hai thanh niên kia đang đi nhóm bếp lửa. Còn đây là hai thanh niên này thì ở đây để ngắt ớt để cho cần cái ớt vào cho siêu cay luôn các bạn ạ. Và lá lốt thì rất là nhiều luôn. Đấy, anh em mình hôm nay sẽ xào với lá lốt. Nên là anh em mình chuẩn bị rất nhiều lá lốt và ớt để làm siêu cay luôn. Chú kia phải đến gần một cân ớt các bạn ạ. Mắc nhiều. Thỏ nước to chứ. Thì ăn nó mới cay. Nghĩ đến không là nước miếng thế nào rồi. Luôn dư rồi. Ngắt đi để chuẩn bị sắp đến bước thưởng thức rồi. Sau bao nhiêu lâu anh em mình làm rất là kỳ công các bạn ạ. Nghĩ nó đơn giản nhưng mà không hề đơn giản, nó rất là kỳ công. Bây giờ mình sẽ bắt đầu cho lên để xào đây rồi các bạn ạ. Đang giảm mỡ là cho hành tỏi vào xào trước chứ. Xào lên. Đảo lên thôi. Ủa, tôi thấy thơm rồi đấy bạn ạ. Thơm nhỉ? Thơm vãi chưởng rồi. Hai anh em biểu diễn tay nghề gọi là xào ốc xem nào, thì một lát nữa ăn thử xem nó như thế nào con ạ. Nóng quá. Bạn Lâm sợ đang rụng hết lông chân rồi con ạ. Cường thì nó mặc quần dài chắc không sao, bạn Lâm thì chắc phải rụng hết lông chân rồi. Em mặc quần dài còn ráp hết chân rồi. Bởi vì nóng quá. Ui, đi một đoạn lông mày à. Cho hết ớt vào, cho hết sạch luôn. Hôm nay có mang tất ở túi không? Hả? Hôm nay tưởng thú tất là túi thì anh cho mày, cho phép mày cho tất vào đây luôn. Anh ơi, đang cho ớt vào con ạ. Đang có vẻ khô rồi. Bạn ơi, tôi nghĩ là cho gia vị rồi, bạn cho luôn gia vị vào đi. Mì chính với hạt lêm. Anh ui dồi, nóng quá. Cho mắm trước à? Hết ớt chưa? Thôi bạn ơi, cho vừa mì chính thôi. Ui giời. Lốt bước lá lốt này là anh em mình sẽ bỏ ra để thưởng thức luôn con ạ. Anh em mình chơi cả lá kia. Chơi cả lá luôn. Để cả. được. Đào liên tục đi, gần chín rồi anh em mình sắp được thưởng thức rồi. Bây giờ anh em mình sẽ bắt đầu thưởng thức thôi con ạ. Đây là cái khay ốc biêu vàng khổng lồ của anh em mình, rất nhiều ốc biêu và cũng rất nhiều ớt mắc cay luôn. Nhìn ngon vãi cả trưởng luôn các bạn ạ. Mình đang chảy hết cả nước miếng rồi. Bây giờ ba anh em sẽ thưởng thức thôi. Thưởng thức thử xem ngon chưa nào. Nào, công sức cả buổi chiều. Bây giờ thực sự là cũng khá là tối rồi các bạn ạ. Gần 6 giờ rồi. Bởi vì mất cả buổi chiều làm mất rất là nhiều thời gian luôn. Nào thưởng thức đi. Mời tất cả các bạn nè. Đó một buổi sáng đi nhà về các bạn nè. Này một buổi chiều làm. Thế nào? Dài rồi. Ốc dài. Lột. Anh Diễn, mình chỉ cần nhìn vào đây không mà nước miếng mình đang tuôn rơi các bạn ạ. Nhìn vào khay này không mà nước miếng tuôn rơi ngực rồi. Bóp đi. Mình sẽ thử một miếng này các bạn ạ. Mình mời tất cả các bạn nha. Bởi vì hôm nay mình sẽ thưởng thức ở ngoài, bởi vì không thể kiềm chế được nước miếng rồi. Ngon. Thịt dai. Gia vị tuyệt vời. Thực sự món này mà chế biến để ra quán nhậu thì đúng là quá tuyệt vời luôn. Dài lấy hết quay hả? Dài đúng không? À đây, vừa nãy như các bạn đã thấy ở đầu clip ấy thì mình với Tiến với cả Đôn Trà chào, nhưng mà
Bởi vì hôm nay quay muộn quá, gần tối, tối mất rồi nên là Đun Trà phải về để nấu cơm cho gia đình các bạn ạ. Nên là đến màn thưởng thức thì Đun Trà lại không được góp mặt để thưởng thức. Một lát nữa chắc là mình sẽ gói lại một ít để mang về cho Đun Trà thưởng thức. Không bảo anh em ở đây đánh chén mà không được một tí gì mà công sức Đun Trà cũng làm cả buổi chiều như anh em mình các bạn ạ. Rồi, có một lon bia kìa tuyệt vời nha. Nhai ngoài hết cả mồm ấy. Nhưng mà anh ăn thử một con thấy rất là ngon. Ăn một con to rất dai ngon. Tuyệt vời luôn đấy. Món này đúng không? Nếu mà cái món này mà mang ra ngoài bản nhậu thì không ai có thể chê được con ạ. 10 điểm luôn. 10 điểm luôn. Đây mình sẽ quay sát một lần nữa cho các bạn xem. Cái món ốc bưu xào lá lốt của nhà mình. Đây các bạn ạ. Anh em mình mà ngồi nhai hết cái này chắc là cũng đến sáng mai rồi. Rất là ngon luôn. Hôm nay cơ miệng hoạt động nhiều quá, phải nhai nhiều quá. Bình thường cơ miệng không hoạt động nhiều như hôm nay. Hôm nay phải nhai nhiều quá. Đây quá. Ngon rồi. Wow. Lấy mình mới thưởng thức thử một con mà ngon quá rồi con ạ. Bây giờ mình sẽ vào gọi là thưởng thức rất nhiều con. Mình mời tất cả các bạn nha. Đây có thêm một chút bia nữa rồi. Các bạn. Wow. Ngon quá trời. Từ tả lối luôn. Thực sự rất là tuyệt vời. Nhưng mà mai anh phải cho em tiền đấy. Sao ấy? Mai anh phải cho em tiền. Không. Để em đi viện em khám cái quai hàm hay không, mai em sợ nhai nhiều quá. Hỏng bộ nhá. Thực sự ăn cái món này dai ngon các bạn ạ. Cực kỳ ngon luôn. Thực sự ăn rất là phê luôn. Còn bây giờ còn rất là nhiều. Nhưng mà chắc là anh mình sẽ gói lại chia mỗi người một chút, gọi là mang về để mỗi người anh em trong gia đình thưởng thức thử xem cái món này của anh em mình sẽ như thế nào. Mà trước khi mình dừng clip này thì mình muốn hỏi cảm giác của ba anh em này xem là ăn cái món này như nào các bạn ạ. Nào ba anh em nào xung phong trước đi. Em chắc là có lẽ ở đây ốc mình bỏ công cả buổi sáng và cả buổi chiều để mình vừa đi bắt và mình vừa chế biến làm mệt vừa rồi ăn, nói chung là thấy rất là ngon. Nó mỗi tội là dai nhai mình mỏi hết quai hàm mà chắc mai mình phải xin tiền đi khám quai hàm các bạn. Thực sự là các bạn ạ, như anh mình làm không phải là đơn giản, bởi vì buổi sáng anh mình phải đi mò cua bắt ốc, buổi chiều anh mình lại phải chế biến rồi quay clip những thứ. Thực sự là mất cả ngày trời luôn các bạn ạ, rất là mệt mỏi. Để có thể làm được cái mâm quên một cái cây các bạn ạ, lại mình lại quên mâm rồi, để làm được một cái cây ốc bươu xào lá lốt này các bạn ạ. Nó tiếng nào nói cho các bạn biết cảm giác đi. Khi ăn cái món này xong ấy thì mùi rất là thơm, vì thơm của tỏi với cả hành khô. Ăn ốc này thì rất là dai và ngọt, nhai phơi hết mồm. Bạn Lâm, các bạn ăn rất chi là dai như kiểu mình ăn mực khô ấy, ăn rất chi là ngon. Lại còn cay nữa, mùi lá lốt thì lại quện với lại mùi hành phi lên ấy, nó thơm lắm, tớ biết cả mũi luôn. Dai quá ngon luôn, dai như kiểu cao su anh ạ. Thực là bởi vì hôm nay anh mình quay bây giờ đến trời cũng khá là tối rồi, nên là anh mình sẽ phải dừng để về sớm rồi con ạ. Mình sẽ dừng clip này ở đây. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cuối clip này của nhà mình. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.